Hello, chào các bác nha. Giới thiệu cho các bác con máy Epson EB-W28. Con này là máy Nhật nội địa này. Con rất mới. Có tấm chắn này. Máy chạy 3 LCD. Độ phân giải là 1280x800. Có chỉnh chiếu méo hình 4D. Chỉnh chiếu này. Thấu kính zoom zoom ở trên máy luôn. Máy có đầy đủ cổng kết nối. Đây, cổng HDMI này, VGA này. Có loa trên máy luôn. Đấy, máy có trình chiếu HDMI này, có cả MHL nha các bác nhá. Máy có điều khiển, có đầy đủ phụ kiện luôn, tối. Em quay video thực tế cho các bác xem nhá. Đây, đây các bác nhìn này, video này. Đấy, rất là đẹp. Điện phòng rất là sáng luôn này. Đấy, em tắt điện đi này. Màu rất là tươi. Con này độ phân giải là 1280x800. Đây cho các bác xem giờ của nó mới chạy được có mấy trăm giờ thôi. Đấy. Mới chạy được có 315 giờ. Máy dùng lướt rất đẹp. Con này có cả loa ở trên này luôn nhá. Đấy, nhìn sống động như thật. Ok, các bác nào ưng con máy này thì cứ liên hệ với em nhá. Chào các bác.